Ok các bạn, bây giờ cho bạn coi cái view đắt tiền, cái view mà 12 triệu nè các bạn. Cái view này mới kinh khủng. Chưa bao giờ mình ở cái phòng hay là cái resort nào có view mà dã man vậy luôn các bạn. Đây. Cho bạn coi cái view ăn tiền ở đây mọi người. Thấy sao? Thì cái khu này là bạn không có vô được, nhưng bạn cái khu này là cái người bình thường không vô được, bạn phải thuê một phòng ở trong này, bạn ngủ trong này thì bạn mới vô trong khu này, khu private. Chính là địa điểm này nữa này rất là nổi tiếng các bạn, chỗ Key West này vào năm 1980. Nhìn thẳng qua đây sẽ là Havana. Các bạn, Havana là thủ đô của Cuba các bạn ạ. Kêu cái món này là món tôm rất là nổi tiếng ở tại Key West này lên các bạn. Đây là tôm red. Ok các bạn, thì hiện tại là mình đang đứng ở tại một nơi rất là đặc biệt. Như video trước mình hứa hôm nay sẽ review cho bạn coi một cái địa điểm rất là nổi tiếng và cực kỳ đặc biệt ở tại Mỹ luôn. Thì đây là điểm, sẽ là điểm cực nam ở tại Florida, Miami luôn các bạn. Là cái điểm cực nam này là nó giáp với lại hướng của Cuba luôn. Chỗ mình sẽ tới review cho bạn coi gọi là Key West các bạn ạ. Đây là mình đang đứng cái chỗ này là những sắp tới mình hướng bên này chúng mình á sẽ làm cái cây cầu rất là nổi tiếng luôn. Cây cầu tên là Seven Miles. Nghĩa là cái cầu này dài tới 10 km các bạn ạ. Đây là một cái cầu nối xuyên biển. Đây là một trong những cái cầu dài nhất ở tại Mỹ. Và nối xuyên biển, một cái địa điểm hay ở tại Mỹ đó là mình sẽ cho bạn coi trên Google Maps. Đó là tại Miami đúng không? Bạn sẽ có một cái con đường dài nối tới Key West, là bên kia nhìn qua được Havana, thủ đô của Cuba luôn các bạn. Đó, thì Mỹ nó xây những cái đường, những cái con cầu nối những cái đảo từ phía Miami nối miết ra tới Key West luôn. Thì từ Miami đi ra tới Key West là mình chạy tầm khoảng 4 tiếng đồng hồ. Là bạn để bạn dễ hình dung là Mỹ nó bảo vệ biển đảo của nó bằng cách là nó xây, nó đổ đất rồi bạn nó xây freeway cao tốc. Đây là chỗ freeway cao tốc, nó xây thẳng một mạch ra tới giáp với Havana luôn. Và hôm nay tại sao mình review ở tại Key West các bạn, nó rất liên quan tới người Cuba qua đây định cư rồi di cư rồi bơi thuyền, thuyền nhân qua đây như thế nào. Thì theo sơ đổi sơ dây của này của mình, của mình. Và đặc biệt nữa là ở dưới đó làm du lịch rất là bài bản các bạn ạ. Cái phòng mình thuê dưới nó, một cái resort giá tiền rất là mắc các bạn, nó tương đương với phòng của ông Donald Trump bữa mình ở review cho bạn xem á. Thì theo chúng mình coi thử là cái resort ở dưới đó như thế nào. Và Mỹ làm du lịch ở tại địa điểm cực nam ở tại Miami như thế nào các bạn. Ok các bạn, thì hiện tại là mình đang ở trong cái resort rất là đẹp ở tại Key West các bạn. Đây là trong những resort mà gọi là đẹp nhất đó giờ mình ở luôn các bạn, có cái view cực kỳ ăn tiền luôn. Thì đây là cái điểm cuối cùng ở tại Miami rồi các bạn, Florida, điểm cực nam ở tại bờ đông. Thì mình sẽ ở trong khu resort này rất là to các bạn, bự kinh khủng luôn, rất nhiều thứ. Mình ở trong cái phòng gọi là phòng mắc nhất ở tại đây, view đẹp kinh khủng luôn. Bây giờ mình dẫn cho bạn coi, sau đó mình sẽ đi qua nói lịch sử cho bạn nghe tại cái địa điểm gọi là Key West History về người Cuba này nọ các kiểu ở đây, và khám phá hải sản ẩm thực. Ok, vô đây theo chân mình các bạn. Thì bạn check in ở ngoài kia nha các bạn, ngoài lễ tân rồi đó. Đây, lên đây. Thì cái khu resort này bạn thấy không, chỉ có gọi là 3 tầng thôi đó. Dọc đây hai hàng rào cây mát mẻ, khí hậu kiểu như là địa Trung Hải rồi các bạn. Này biết cây này giống cây lá chanh không? Mày không phải nha. Ok, theo chân mình. Cỏ đồ.
Đây, vô đây. Mình ở trong chỗ đây là bạn thấy cái phòng không? Mỗi cái ô vậy là sẽ có một cái phòng là 31 mấy rồi, 33 mấy. Thì đúng thang máy gì bạn mới lên được nha bạn. Tại vì mỗi dãy thì nó rất là to, mỗi dãy vậy sẽ có một cái thang máy riêng. Ok, lên đây cho bạn coi cái phòng của mình. Đây các bạn, đây là tầng 2 đó. Giờ cho mấy ông coi phòng của họ kinh khủng đẹp luôn. Đây các bạn, nguyên dãy dài bên nó là hướng khác nha bạn. Cái phòng của mình là 3204. Đúng vào đây các bạn. Trong cái chỗ này AB này là mình ở phòng B. Trong này sẽ có hai phòng AB. Thì bạn dũng vô đó thì bạn còn phải có cái thẻ ở phòng. Rồi mở vô đây. Đó, bạn mở vô. Các bạn, đây là cái phòng của mình ở tại khu resort sang trọng này các bạn. Đây là B, bên đây là A. Thì bạn mở phải mở một cái khóa để vô rồi. Thì nãy mình review cho bạn coi rồi, đi vô là mở cái khóa. Thì đây là cái phòng của mình, nó là 3204B. Thì AB nha các bạn. Đây là cái phòng bự nhất ở tại cái resort này rồi các bạn. Mắc nhất luôn rồi. Ok rồi, mở bạn vô thăm quan. À, vô đây. Đó. À, thì khách sạn mình tên là Ocean S gì đó. Đó, đầu tiên mình sẽ giới thiệu từ vô cho bạn xem. Trước mắt là mình vô đây là có chai nước Athena là của tôi nha ông nội. Đây có bông hoa giấy. Ồ, đây giấy. Hoa giấy này, hoa giấy thiệt hay giả trời. Giả nha các bạn. Ừ, chỗ này cũng có cái mâm để bạn so sánh thử coi ở dưới cái phòng tổng thống Donald Trump. Khách sạn Donald Trump, phòng tổng thống Donald Trump so với cái resort ở tại điểm cuối cùng ở cực đông của nước Mỹ gần Cuba thì nó có gì. Nó thì nó cũng có cái đồ này để uống rượu. Các bạn thấy không? Hai cái ly. Rồi gấp. Khui rượu, khui bia thôi. Rồi, coi trong này thứ có cái gì. Thì nó một cái hộp tủ. Chỗ này là mấy cái hộp tủ. Thì bên này là cái lò vi sóng. Đó. Đây là máy pha cà phê. Thì mình nói với bạn rồi, giá phòng này là cũng gần tương đương với giá phòng của bên ông Donald Trump. Rồi cho bạn coi sự so sánh thử là nó như thế nào mà cũng cái phòng này khoảng tầm 12 triệu. Đó. Này có chậu bông. Đó, đây là cái này gọi là living room. Để coi tivi. Chỗ này màn hình tivi gọi là của LG. Chỗ này cũng có một cái cửa mà không biết làm gì nhưng mà mở không có được. Rèm này nọ đẹp lắm. Đó. Thì sơ bộ cho bạn coi. Ở dưới này coi hộp tủ này có gì không. Đây cho bạn có hộp tủ nè. Thì ở trong này là bên này là hướng bên này nó sẽ có một bộ chăn ra gối đệm. Lấy là biến gỡ qua đó các bạn. À, một bộ chăn ra gối đệm. Chỗ này cái bộ máy này là máy này giống máy sưởi, máy sấy hay máy rửa chén hả? Làm gì mình? À, đây tủ lạnh. Trời ơi, dưới này có cái tủ lạnh. Đó, nhét full luôn. Hurricane, bia, Coca, snack Orion. Đó, có cái tủ lạnh ngay dưới cái phòng này. Rồi, trước mắt sơ bộ là mình khám phá xong một góc nhỏ. Chưa các bạn, cái phòng này nó to lắm các bạn. Xong vô đây, hướng vô đây các bạn, phòng mười mấy triệu các bạn, 12 triệu một đêm mà. Vô đây là 600 đô một đêm mà các bạn. Vô đây là thấy to đúng không? Vô coi phòng tắm trước. Vô đây các bạn. Chỗ này là có cái lavabo. Có cái khăn riêng để make up nữa nha. Lau chùi. Nước rửa tay, rửa đồ vậy nè. Rửa mặt chắc tẩy trang các bạn. Cái khăn rồi xếp rồi nhìn bài bản không? Thì vẫn có cái gương cho bạn make up trang điểm. Đó, đó là lavabo nhìn dễ thương đẹp lắm. Chưa giờ thấy cái này là ăn điểm so với phòng của ông Donald Trump rồi các bạn. Phòng ông Donald Trump là mình ở 15 triệu, phòng bên này rẻ hơn 3 triệu là 12 triệu các bạn. Đây, có mấy cái ly tét để bạn súc miệng rồi, thấy là đầy đủ hơn rồi đó. Chưa giờ thấy đầy đủ hơn rồi. Máy sấy, đây là máy sấy tóc nằm để dưới đây. Ừ, máy sấy xịn không? Trời, tóc tôi dài, tôi hay sấy lắm phải không? Ồ, mới tin luôn. Quá dữ. Hộp khăn giấy. Bên này là cái bồn cầu. Cũng là cái bồn cầu không có đồ xịt thôi, chùi bằng giấy thôi các bạn. Hướng bên này là cái bồn tắm đứng.
Thì họ bỏ sợi bông này nọ rồi khóa lại để sợ lấy đi. À đó, review cho em coi sơ sơ cái bồn tắm. À, qua đây. Tiếp theo qua đây. Thì cái phòng living room này mình bạn thấy nè, nó còn có cửa đàng hoàng nha các bạn. Đóng lại là living room ở riêng ngoài đó. Ngủ sofa bed của đó riêng nha. Đó, không liên quan gì trong cái phòng này, là cái phòng này là phòng ngủ. Phòng ngủ thì mở ra đây. Em coi đây có cái tủ. Cái tủ này thì có một cái áo, này như áo mình đang mặc thôi. Để này cho cô Minh nó mặc. Cô Minh nó kêu chưa vậy đi resort thì đồ này nọ giờ phải để cho đi với anh Kho sau này dẫn gái đi cho đỡ bỡ ngỡ các bạn. Đúng Minh. Này là cái sắt. À. Ủi đồ đầy đủ. Có gương để soi gương luôn. À. Nóng lại. Vào đây các bạn, vào đây, đây là nhà mặt chính. Thì bữa trước là thuê phòng của ông anh Trung, phòng bự kêu hai đứa xe ngủ không chịu. Mình không chịu các bạn. Nó đòi phải phòng riêng separate ra, hai giường riêng ra. Thì đây. Hai giường riêng rất là to, rất là đẹp bạn. Xếp khăn rất đồ nè bạn thấy không? Hai khăn rồi lâu rồi, ok chưa? Giường. Để cho mình, đó, giường này giường của mình đó. Đây là giường của mình. Trời nó đã chứ. Thì đây là hai cái giường, giường queen. Đó. Đây là hai cái gì á, cái bình gốm kiểu của Trung Quốc. Bình gốm kiểu Trung Quốc nha các bạn. Gốm xanh. Đây hộp tủ có gì không? Không. Này mấy cái hộp tủ gì thôi. Nhìn nội thất mới tinh à, mặt gương mặt đồ sang xịn mịn. Thì hướng bên này thì các bạn sẽ thấy có một cái kệ tivi rất là sang các bạn. Đó. Trong này vẫn có cái tivi LG 49 inch tiếp. Trên này vẫn vẽ một cái bình gốm cũng chung kiểu Trung Quốc. Cái chữ mấy cái chữ này là chữ chữ đại nè. Nếu là bạn học tiếng Trung thì bạn biết cái chữ là chữ đại. Mình nói không làm nhưng mà đây cũng sao biển. Này cái cục trang trí đồ này nọ rồi. Có sách của Hemingway. Đó, Cuban Elegant. Mình sẽ nói cho bạn Cuban này, Cuban là người Cuba đó các bạn. À, dưới này thì chân gỗ. Nhìn đó, bình gỗ Spanish Joratis. Của gì? Tây Ban Nha hả? Tiếp theo vô đây các bạn. Đó, vô đây mở ra vô gì có cái tủ này là tôi biết là tủ gì đó, tủ lạnh. Đó, tủ lạnh trong này thì không có gì hết. Để ngoài kia các bạn, để ngoài living room. Này, mở ra luôn cả hai. Thì cọc tủ. Thấy chưa? Bên này nhìn thấy mới sang chảnh hơn bên Donald Trump nha Minh. Ok các bạn, bây giờ cho bạn coi cái view đắt tiền, cái view mà 12 triệu nè các bạn. Cái view này mới kinh khủng. Chưa bao giờ mình ở cái phòng hay là cái resort nào có cái view mà dã man vậy luôn các bạn. Hơn cả Donald Trump luôn, cho bạn coi cái view. Đó. Một lớp. Tưng 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 tưng. Đây. Tưng 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 tưng. Đây. Cho bạn coi cái view ăn tiền ở đây mọi người. Thấy sao? Trước mặt là du thuyền. Trời ơi, ngay các bạn thấy không? Du thuyền không luôn, một mạch luôn, ra vịnh biển luôn. Cái view của mình là view cực đẹp luôn các bạn. Đây là cái phòng mắc nhất ở tại cái resort này rồi. Có chỗ ngồi cho bạn nhâm nhi uống trà cà phê buổi sáng, nhìn mấy em xinh tươi tắm ở dưới bên này hồ bơi, nhìn qua đây là mấy chiếc du thuyền, siêu du thuyền rất là đẹp. Cây dù cây đồ, đây là khí hậu của vùng địa Trung Hải rồi, mình nói rồi, đây là chỗ là gọi là cây west, chỗ này là nhìn qua bên kia là Havana của Cuba các bạn ạ. Có nghĩa là từ chỗ cây west này bạn đi tới Miami xa hơn từ chỗ này đi tới Cuba Havana các bạn. Nhưng mà cái series Cuba mình sẽ review cho bạn ở series sau qua tới Cuba review. Nhưng mà hôm nay mình chỉ nói về lịch sử Key West này thôi. Là rất là hay, nó liên quan trực tiếp tới Cuba. Đây, bạn nhìn nè. Trời ơi, mình sẽ đi xuống dưới và đi dạo một vòng. Hướng bên kia là vẫn là cái view của resort luôn đó. Mà cái đó là cái hướng mà là nó đây là hướng đông, thì hướng này hướng kiểu hướng nam á. Nó vẫn hướng tây gì, nó hướng mặt trời nha các bạn. Cái là nguyên cái khu resort này nó bao quanh cái vịnh biển chỗ này luôn. Tàu thuyền tấp nập. Ok, giờ đi xuống cho bạn coi một vòng. Chỗ đây là những cái căn hộ. Thì nguyên cái resort ở đây thì bạn nhìn nó chỉ có 3 tầng thôi.
Ok, giờ đi xuống theo chân mình đi dạo một vòng cái resort này cho bạn coi, và đi qua cái điểm rất là nổi tiếng Key West và review hải sản cho bạn xem nữa. Ok, và series này sẽ có nói lịch sử rất là hay cho các bạn. Ok không? Cái hướng này là sẽ đi ra ngoài hồ bơi nè. Đó. Mát mẻ không? Hai bên hàng cây rồi mát mẻ vô. Hướng này ra hồ bơi chính. Nãy trên lầu nhìn xuống rồi, giờ đây là đi ra. Đó, bạn nhìn ở đây hướng này sẽ là du thuyền, hồ bơi. Cái này là mình không biết bơi đâu nha các bạn. Nhưng mà bạn thấy nãy mình ở trên phòng, là phòng trên này. Đó, mình ở trên đó. Hướng này là đi ra ngồi, nãy đứng trên đó nhìn xuống bạn. Rồi du thuyền, cây dừa mát mẻ. Và đây câu cá, bây giờ mình sẽ ra đó cho bạn coi luôn. Đây các bạn. Đấy, ngay còn dịch. Ở đây các bạn, hướng này ra đây là ra quầy du thuyền nè. Bên kia là bên nhà ăn. Đó phòng, đó phòng, đó phòng ăn. Thì cũng ở đây là dãy nguyên dãy hai bên cách hai bên resort. Đó. Mát mẻ không? Đây là cái cảng cầu cá. Đó. Hướng bên đó là bên vẫn là bên resort của mình luôn. Thì dãy hướng mặt bên đó là đón ánh nắng, cũng hướng đông. Buổi sáng là hướng vô các bạn. Bên hướng hướng của mình là chắc buổi dọc qua đây cho bạn coi. Thuyền ở tại Miami. Tại số chỗ này, khu này là toàn là mấy cái thuyền cá nhân các bạn. Đó. Nghe không? Ngay giữa Miami bạn thấy sao? Quá trời thuyền luôn, họ đi đánh bắt cá bắt đồ. Thì đây là những cái thùng này là thùng rác ở tại cảng. Đó. Chỗ này là bạn có chơi mấy hoạt động đi câu cá của đồ đã được nè các bạn. Thấy không? Đó. Vòng vòng vòng. Rất là đẹp, mát mẻ lắm. Đó, tôi review cho ông coi sơ 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 thì thôi, cho đây toàn là du thuyền, không là du thuyền. Tiền đâu mà mua phải không? Ra cho ông coi là ở tại Miami ăn chơi gì. Tới chỗ này là gọi là chỗ Key West, là địa điểm cuối cùng. Thì mình qua sẽ nói lịch sử cho bạn. Ok, giờ đi theo chân mình đi ra quầy kia ăn hải sản và review địa điểm nổi tiếng ở tại Key West này. Thì cái khu này là bạn không có vô được, nhưng bạn cái khu này là cái người bình thường là không vô được, bạn phải thuê một phòng ở trong này, bạn ngủ trong này thì bạn mới vô trong khu này, khu private các bạn. Private thì có rất là nhiều loại phòng các bạn. Bạn có thể ở phòng 400 đô, ba 400 đô, ba rẻ nhất là như là 400 đô các bạn. Thì cái phòng của mình ở thì khoảng tầm 600 đô. À, các bạn, 600 đô thì là dạng to bự, quá trời bự rồi. Các bạn có những phòng nhỏ hơn phòng mình thì cái view nó sẽ không có cái view hướng ra ocean này, các bạn sẽ có view hướng vô trong cái chỗ giữ xe các bạn thấy rồi. Đó, thì mình phải thuê ở cái của mình tại nó cũng sắp sinh nhật rồi, ăn chơi thì bay flycam rớt mẹ xuống cái này rồi bạn. Này rớt cái flycam xuống này rớt không được. Nên giờ nó còn cái gọi là cái phần giải rất là chỉ có thắt lên thôi các bạn ạ, nên coi đỡ nha. I'm in love.
À, ok các bạn, hiện tại là mình đang đứng ở tại một nơi rất rất là nổi tiếng ở tại Miami Key West nè bạn, mình thấy không? Historic Seaport Key West. À, thì bạn đang nhìn qua đây là cái cảng biển mà sẽ nói cho bạn nghe lịch sử rất là hay về cái địa danh này. À. Này. Chỗ này có cái biển các bạn coi về Welcome Key West Historic Seaport rồi nè. Thì lịch sử là như thế nào thì mình sẽ review tiếp. Này có những cái cột mốc ta xây. Và kia có mấy nhà hàng seafood nè. Thì chút nữa rảnh rảnh đi qua đó ăn review cho ông coi seafood chỗ này. Đi hướng ra đây các bạn. Thấy không? Khung cảnh rồi người ta sẽ ngồi dọc đây mấy cái nhà hàng ăn uống về đây. Hướng bên này, dòng qua bên này cũng có cái nhà hàng. Đi ra vòng ra đây các bạn. Ok, ra cái view này rất là đẹp. Mình sẽ nói cho bạn nghe về lịch sử của Key West và người Cuba này nọ các kiểu ở đây đúng không? Hơi nắng một xíu nhưng hy sinh về nghệ thuật. Nắng nắng quá ra đứng lại giữa đây nói một chút về lịch sử ở tại vùng Florida Miami này các bạn ạ. Chính là địa điểm này nữa này rất rất là nổi tiếng các bạn, chỗ Key West này vào năm 1980. Bạn biết đến cái số lượng người Cuba di cư qua bên Mỹ, đặc biệt là tại Florida này rất là nhiều đúng không bạn? Thì năm 1980 xảy ra một cái cuộc gọi là cái cuộc di dân cực kỳ lớn ở tại phía, bạn nhìn hướng ra ngoài khơi ngoài đây, bạn nhìn thẳng qua đây sẽ là Havana các bạn. Havana là thủ đô của Cuba các bạn ạ. Thì các bạn biết đó, mình nói rồi, từ cái chỗ này địa điểm Key West này đi tới Miami nó còn xa hơn từ đây đi tới Havana của Cuba luôn các bạn, rất là gần. Nên đây là cái nơi này là tập trung người ta, người Cuba, người Cuban sinh sống ở tại đây và họ làm về thủy hải sản, đánh bắt thuyền chài, rồi họ kinh doanh nhà hàng ăn uống này rất là nhiều. Thì đa số họ sẽ nói tiếng gọi là tiếng Spanish nhiều hơn tiếng Anh các bạn ạ. Thì giống như là những cái hàng của Việt Nam mình mở bên đây thì những người lao động bên này đa số họ nói tiếng Việt rất là nhiều, thì họ tuyển bên Cuba qua bên đây làm thì đa số họ biết nói tiếng Spanish nhiều hơn tiếng Anh, hầu như không biết tiếng Anh luôn. Nhiều khi bạn vô những nhà hàng Việt ở tại khu Phúc Lộc Thọ ở phía Cali các bạn, thì nhiều khi họ nói tiếng những người làm phục vụ họ nói tiếng Việt nhiều hơn là không biết nói tiếng Anh luôn á, tại vì không cộng đồng nói tiếng Việt rất là lớn các bạn. Để các bạn dễ hiểu tại sao năm 1980 thì cái người Cuba họ lại di cư rất là lớn ồ ạt đi tới vùng Florida Miami này, thì bạn quay lịch sử lại một chút nha các bạn. Vào năm 1959 thì lúc đó là cách mạng Cuba thành công, thì các bạn biết là lãnh tụ Fidel Castro lên làm lãnh đạo các bạn à, thì lật đổ chế độ độc tài Batista. Thì bạn học lịch sử rồi thì mình sẽ không có nói sâu về cái đó, bạn hiểu rồi, bạn nghe tới độc tài Batista tại Cuba rồi bị lật đổ bởi Fidel Castro vào năm 1959. Thì khi bị lật đổ thì rất là nhiều người Cuba lưu vong, họ đi qua bên phía bên Mỹ này các bạn, chỉ nói về lịch sử chứ không nói chính trị nha các bạn. Thì rất là nhiều người Cuba lúc đó họ tháo chạy qua bên Mỹ này, đặc biệt ở vùng Florida Miami này, gọi là những người Cuba lưu vong cho bạn dễ hiểu. Thì Fidel Castro lãnh tụ lên làm lãnh đạo của đất nước đó. Thì năm 1959 nha các bạn, thì sau khi Fidel Castro lên làm lãnh đạo Cuba đến năm 1960 thì ổng quốc hữu hóa ba công ty dầu khí ở tại Mỹ, ba công ty dầu khí của Mỹ ở tại Cuba các bạn, là quốc hữu hóa ba cái công ty dầu khí đó. Thì Mỹ mới cay quán đó là ông tổng thống, bạn nên nhớ lúc đó là có một tổng thống gọi là John Kennedy là bị ám sát năm 1963, bạn biết rồi đúng không? Có trực tiếp liên quan tới ông John Kennedy rất rất là nhiều trong giai đoạn này. Mình đã nói với bạn lịch sử về cái ông George Washington, Jefferson, rồi John Adams, rồi rất là nhiều ông về thời gọi là tổ phụ lập quốc. Thì tới thời Cuba này mình sẽ nói về thời hiện đại. Thì ông John Kennedy lúc đó là ông ấy cử ra cái đội gọi là Cục Tình báo Trung ương CIA, bữa mình nói ở khu 51 rồi, thì lập ra một cái tổ chức đặc biệt tuyển dụng những người Cuba ở tại Florida là những người gọi là Cuba lưu vong chống cộng ở tại Cuba. Mình sẽ nói lịch sử thôi nha các bạn. Thì CIA đào tạo những người Cuba lưu vong ở tại Florida này gọi là nhảy dù, ném bom, lái máy bay lung tung hết để quay lại, quay qua Mỹ, quay qua lại giờ lại Cuba để gọi là phục quốc các bạn ạ. Thì bên CIA Mỹ hứa là cho những người Cuba đó sẽ được làm tổng thống, làm thủ tướng, làm tùm lum tà lai hết, nên họ rất là nhiệt tình, họ đi qua bên Cuba để đánh một cái chiến dịch rất là nổi tiếng. Một chiến dịch gọi là ở tại gọi là chiến dịch Vịnh Con Lợn. Các bạn nghe đúng không? Bạn học lịch sử bạn biết gọi là cái cuộc Vịnh Con Lợn rồi. Vịnh Con Lợn bạn biết Cuba nó là một cái đường thẳng nhổ bánh mì gì á. Thì Havana nằm ở đây. Thì cho bạn coi Google Map, Havana nằm ở mặt trên giáp với lại Florida. Thì Vịnh Con Lợn nằm ở cái bụng, nằm cái bụng ở phía sau của nước Cuba. Mình cho bạn coi luôn. Thì sự kiện Vịnh Con Lợn xảy ra đó là những người Cuba lưu vong
kết hợp với CIA do Tổng thống John Kennedy chỉ đạo đã xâm nhập xuống vịnh Con Lợn và đánh gọi là chiến tranh xâm lược Cuba các bạn. Thì bạn biết rồi, trong vòng 3 ngày Fidel Castro đánh đuổi hết lưu vong Cuba các bạn. Nói chung là thua tan tác là CIA lúc đó bạn biết rồi, CIA giờ là bị gọi là những người làm giám đốc, phó giám đốc là đều bị sa thải hết. Đó, thì đó là ngày 1961 đúng không bạn? Thì sau khi Fidel Castro đánh đuổi Cuba lưu vong xong thì ổng quyết định là quốc hữu hóa hết toàn bộ công ty Mỹ ở tại Cuba luôn. Lúc trước là chỉ quốc hữu hóa 3 công ty thôi, là dầu khí. Sau khi mà CIA đem vô để đánh lật đổ Fidel Castro thì ổng sau đó ổng thắng rồi, ổng quốc hữu hóa hết tất cả công ty Mỹ ở tại Cuba. Quốc hữu hóa ở đây là gì các bạn? Những công ty Mỹ hoạt động ở tại Cuba thì sẽ thuộc về nhà nước Cuba hết, nghĩa là gọi là quốc hữu hóa. Đơn giản thôi, mình sẽ không nói sâu. Ok, đó là nói về bối cảnh lịch sử cho bạn dễ hiểu là tại sao ở tại Miami, Florida này rất là nhiều Cuba, gọi là Cuban rất là đông. Ok chưa? Thì tiếp tục nha, nói chút xíu sơ lịch sử thôi, tại vì lịch sử Cuba mình sẽ để dành riêng khi mình làm series mình bay qua Cuba, mình review Havana rồi thuốc lá, thuốc lào lung tung xà phèn bên đó hết. Thì mình sẽ review kỹ hơn về lịch sử Cuba. Bây giờ mình chỉ nói sơ ở vùng Key West này, tại sao nó nổi tiếng ở tại vùng Miami này, mà đặc biệt khi bạn tới Miami, Florida bạn nên đến đây tham quan. Ok chưa? Thì mình nói tiếp sơ một chút nữa. Thì sau khi quốc hữu hóa, bạn biết rồi, quốc hữu hóa hết những cái công ty của Mỹ ở tại đó, thì Mỹ cay quá các bạn, Mỹ cay quá chuyển qua gọi là cái gì các bạn, chuyển qua cấm vận Cuba. Thì lúc đó Cuba lúc đó là bạn biết rồi, tại vì đánh chiếm rồi lật đổ Fidel Castro mà bạn, lúc đó là Cuba liên hệ với lại Liên Xô, thì lúc đó Liên Xô đem tên lửa ra, bạn không, tên lửa ra gắn ở tại Cuba rất là nhiều, thì xảy ra một cái cuộc gọi là khủng hoảng tên lửa Cuba cực kỳ nổi tiếng luôn. Nếu ông học lịch sử rồi tôi nói những sự kiện đó chắc ông đều hiểu hết, nhưng là gọi là khủng hoảng tên lửa Cuba, nghĩa là Liên Xô đem rất là nhiều tên lửa qua, gọi là phóng thẳng qua bên Mỹ luôn các bạn, đặt ngay Cuba. Bởi vì rồi Cuba là nó giống y chang địa chỉ địa lý Việt Nam với Trung Quốc vậy, nó sát nhất luôn, là đặt tên lửa đây phóng bụp qua bên Mỹ thì đe dọa trực tiếp tới bên Mỹ. Thì đó ông John Kennedy ông mất hồn, ông kêu là lúc đó ông mới gọi điện thoại với lại bên Moscow các bạn, thì là thỏa thuận là Liên Xô đừng có đặt tên lửa tại Cuba nữa, gỡ đi, thì đổi lại ta sẽ gỡ tên lửa tại Thổ Nhĩ Kỳ và Ý ra. Thì bạn biết là trước đó là Mỹ gắn gọi là tên lửa ở tại Thổ Nhĩ Kỳ và Ý để bắn qua bên Moscow các bạn, đó là trong cuộc khâu qua gọi là chiến tranh lạnh các bạn à. Đó, thì mình nói sơ là hiểu rồi đúng không? Đó, thì lúc đó là khủng hoảng tên lửa Cuba nổ ra, thì Mỹ gỡ hết tên lửa Thổ Nhĩ Kỳ với Ý ra, không có nhắm vào Moscow nữa, bù lại Liên Xô gỡ hết tên lửa tại Cuba ra. Đó, thì sau đó Mỹ đổi lại là Mỹ sẽ hứa là không bao giờ xâm lược Cuba lần nữa. Đó, không bao giờ xâm lược Cuba và cũng gọi là không bao giờ để cho những nước xung quanh là đánh chiếm Cuba nữa các bạn à. Đó, đó là mình nói sơ về một chút lịch sử giữa Mỹ và Cuba cho bạn dễ hiểu. Thì bạn nghe cái câu là Mỹ Việt Nam với Cuba là thay nhau canh chừng thế giới các bạn. Việt Nam ngủ thì Cuba canh chừng thế giới, Cuba ngủ thì Việt Nam canh chừng nó. Thì mình nói sơ cho bạn biết về đất nước Cuba này thì bạn cũng dễ hiểu rồi đúng không? Ok, thì tại sao năm 1980 lại xảy ra một cái cuộc di dân rất là lớn, tới hơn 125.000 người Cuba đi thẳng qua bên Key West này các bạn, Miami của Florida. Thì bạn biết sau khi Mỹ mà nó cấm vận, nó bao vây Cuba, thì Cuba xảy ra tình trạng thiếu nhà ở, việc làm này nó rất là nhiều, thì tình trạng người dân căng thẳng với chính quyền mà các bạn. Thì lúc đó bạn biết đó, năm 1980 xảy ra một sự kiện rất là hay ho. Thì xảy ra một sự kiện, đó là 6 anh lái xe buýt đâm thẳng vô đại sứ quán của Peru các bạn. Thì chạy vô đại sứ quán Peru để gọi là tị nạn. Thì lúc đó bên phía chính quyền Cuba mới nói là ê, thả mấy thằng 6 thằng lái xe buýt ra để tao bắt tụi nó. Thì bên đại sứ quán của Peru mới nói là không, tại vì nó đặt vô trong đại sứ quán của tao, nó tị nạn chính trị rồi, tao phải giữ nó, tao không đưa cho mày đó. Thì bên phía chính quyền Cuba mới cay quá, mới nói là ông tao lương. Thì bạn biết đại sứ quán rồi, đại sứ quán nghĩa là giống như ở Việt Nam mình có đại sứ quán Mỹ, thì trước đó là có rất là nhiều anh cảnh sát của Việt Nam mình để bảo vệ mà đúng không bạn. Thì lúc đó là bên Cuba cũng y chang, thì Cuba rút hết tất cả những cảnh sát bảo vệ đại sứ quán Peru ra, tại vì nói là tại vì mày chứa chấp những thành phần này nguy hiểm thì tao cũng không bảo vệ đại sứ quán mày luôn đó, cho ai muốn vô đó. Thì mới vừa nói câu đó xong, bạn biết không, ngày hôm sau là 2.000 người Cuba chạy vô đại sứ quán Peru trốn đó luôn.
đó các bạn. Thì lúc đó bên của ba mới cũng cay tiếp. Ba mẹ bên của ba mới nói là bây giờ á, đại sứ quán Peru đó, mày đứa nào mà muốn gọi là đi gì quên không, à, đi di tản khỏi Cuba á, đó, có nước nào nhận mày thì cứ chạy vô đó đi, cứ chạy vô đó đi. Mới vừa nói câu đó xong, 10.000 người Cuba chạy vô đại sứ quán full luôn, cả đại sứ quán ăn ỉa đái đầy đủ trong đại sứ quán Peru luôn. Đó. Thì bạn biết rồi, sau đó chính quyền của Fidel Castro mới thấy là ồ cái này nó tụi này nó quyết tâm ra đi rồi các bạn. Thì lúc đó bên Fidel Castro, ông lãnh tụ Fidel Castro mới mở cửa biển gần Havana ra, gọi là Mario. Cửa biển này bạn nhìn lên Google Maps bạn sẽ thấy nó gần lắm, nó nhìn qua bên hướng cây West này ở tại Miami này luôn. Thì ông mở cảng biển ra, ông nói luôn bây giờ tao cho tụi mày đi á, tụi mày ra ngoài cảng biển Mario á, chỉ cần có một người nào đó rước mày đi á thì tao cho mày đi luôn. Là bạn, thì lúc đó bạn biết không, những người Cuba lưu vong ở bên này, những người Cuba bên này rất là đông các bạn ạ. Thì họ nghe tin đó xong họ chạy một mạch đi xuống Key West này, hoặc là ở cửa biển Miami, họ thuê những tàu thuyền này rất là đông. Tàu thuyền này họ chạy thẳng một mạch tới cảng biển Mario luôn các bạn. Họ rước họ hàng thân thích, người con gia đình lên thuyền, đông rất đông các bạn. Mỗi cái thuyền như vậy, bạn thấy những cái thuyền nhỏ như gì thôi, những cái thuyền nhỏ, ví dụ như mình thuyền nhỏ này họ chứa 400-500 người là chuyện bình thường luôn các bạn. Full thuyền, full đò luôn, đi thẳng một mạch từ bên đó đi qua Key West, từ cảng biển Mario các bạn. Đó, thì mình chỉ nói về Cuba thôi, mình không nói sâu xa về tình hình gọi là chính trị nha các bạn. Đó, nghe hay không? Thì lúc đó là tới 125.000 người. Lúc đó bạn biết không, cái thuyền nó đi ra vô tấp nập luôn mà. Khoảng 2.000 thuyền tới luôn, đưa hết người Cuba qua đây. Đó. Thì tại ngay Key West này là một điểm rất là nổi tiếng đó. Thì bạn biết rồi, khi mà họ ồ ạt đi từ bên phía Havana đi qua bên này thì rất là nhiều người gọi là gì, tội phạm, bệnh tâm thần, tâm đồ gì cũng chạy hết qua bên Mỹ rồi các bạn à. Sau đó thì bên Mỹ làm tị nạn Florida này, xong rồi lọc danh sách này nọ, thì ai lý lịch trong sạch này nọ các kiểu, tị nạn chính trị đúng thì mới cho giữ lại, còn không trục xuất về các bạn. Tại vì lúc mà thả cửa biển ra bạn biết rồi, tội phạm rồi truy nã tử hình rồi, xong tâm thần tâm đồ nó chạy hết tùm lum qua luôn mà các bạn, chạy loạn mà đó. Thì bạn biết là tới tận ngày nay thì người Cuba lưu vong bên này họ cũng không có cảm tình với những người Cuba ở tại góc bên đó nha các bạn. Thì biết lo tại sao này nọ các kiểu thì mình không đào sâu, thì mình chỉ nói sơ sơ cho bạn nghe tình hình là tại sao ở tại Florida rất rất là nhiều người Cuba ở tại đây, đông lắm, nó gọi là Little Havana luôn mà. Nguyên cái dãy từ Miami tới chỗ Key West này đi ra rất rất là nhiều đảo, và những cái đảo đó được Mỹ đổ đất đổ đồ và xây cao tốc freeway thẳng mặt bạch tới đây luôn các bạn à. Họ làm rất là bài bản luôn, họ giữ đảo giữ đồ kinh khủng đó. Mình nói là Mỹ làm hay đó các bạn. Thì mình ở resort bên đó, mình review nãy cho bạn coi rồi, rất là đẹp bạn. Khung cảnh nó tại vùng Key West này thì bao đã luôn. Thì bạn nào rảnh đi tới Miami thì có thể tới vùng Key West này để nghỉ dưỡng, rồi đi tham quan lịch sử, ăn uống thủy hải sản ở đây. Bây giờ mình sẽ đi vô ăn hải sản cho bạn coi thử là hải sản sao, ngon không, hấp dẫn không. Ok, vô nói lịch sử xíu xíu, nói nhiều quá các bạn sợ các bạn gọi là bị bội thực lịch sử các bạn à. Chứ thật sự những thứ lịch sử ở đây mình nói cho bạn nghe đều là có trong sách giáo khoa hết rồi, nhưng mà mình diễn tả lại một chút cho bạn dễ hiểu thôi. Ok, bây giờ mình sẽ vô quán sau này là Seafood Restaurant đó các bạn, rất là lớn, nằm ở tại ngay chỗ Key West này luôn. Ok, vô coi thử có hải sản gì ngon không. Tại tôi nhìn thấy dưới biển có mấy con cá bự lắm không, biết trong này nó bán không. Rồi thấy cá các bạn, rồi thấy cá dưới chỗ cái cảng cái biển này không, trời nó to mà nhiều lắm nha, nhìn nè bạn, không một 4-5 con họ không có đánh bắt luôn các bạn. Đây là vùng biển nè, cá nó to, nó bơi nhầm như luôn, như hồ luôn. thấy đã vô kinh khủng. Trời ơi, hàng bự không? Mấy cá này bán không anh? Đó, cái quầy rượu bự ha. Trời ơi, đây đó, là bán gì đây? Hầu nè. Trời, mấy cá các bạn thấy không? Mấy cá hồi nãy nó bơi dưới này, cái kiếm này ha. Bạch tuộc, này có tôm hùm nữa nè. Đây là cái tôm đỏ rất là nổi tiếng ở tại đây các bạn, Cuba. Đó, tôm hổ, tôm đỏ vậy nè. Mình ăn thử con này thử sao. Này hầu, nổi tiếng về hầu. Bên này là người ta bán cái gì đây bên này?
Can I have a seat for chú? Right à, đây các bạn, mình đang vô ngồi ăn hải sản trong nhà hàng rất là to. Đây là cái bảng menu. À, ok các bạn, thì đây mình kêu cái món này là món tôm rất là nổi tiếng ở tại cây quét này lên các bạn. Đây là tôm red đúng không? Tôm đỏ các bạn, nó rất là to. Thì đây là làm hấp. Đây là cái nước sốt của nó. Này sốt là kiểu sốt mễ ha, sốt Cuba nè. Bữa review trước mình ăn, mình review cho bạn cái mấy cái sốt này chắc nó cũng quen quen. Đó, thì cộng thêm mình kêu này là hàu. Ở bên này hay có kiểu là ăn là hay cho cái này các bạn. Để bạn chấm giống như cái súp tôm này nè. Đó, hàu đây 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thì mình kêu cái này là 1/2 dozen. Thì nó, bạn mình rút kinh nghiệm rồi, mình kêu một tá lên nó lấy hàu nhỏ. Mà mình kêu 1/2 là hàu bự. Ok, thử con tôm hùm nè. Đây, tự thử con tôm này là tôm đỏ nè. Này chưa hết món nha. Mập u. Rồi. Mình là ăn hết mấy cái càng cái đuôi này luôn các bạn. Mình thì thua rồi, mình dai không nổi rồi. Đúng không anh? Chấm miếng thử cái sốt này coi. Cái này thử coi. Ngọt. Thịt tôm hùm ngọt. Nãy mình tưởng đâu là đông đá là nó cứng lắm chứ. Nó mềm không? Ngon thật. Ngon á. Thử này coi. Trời ơi, hầu. Mình thích ăn hầu các bạn. Hồi bữa mình ăn là mình kêu tới 12 con. Mà thằng Minh lắm chịu ăn, mình ăn một mình 8 con. Hồi bữa có con cu hòn nó ngồi ăn ký rồi đó, ăn gì, ăn phụ rồi đó các bạn. Bây giờ là cái hai thằng rồi, phải ăn 6 con thôi. Thử coi. Trời ơi, nó ngon. Nó ngọt. Ngon các bạn. Trời ơi, hầu này nó ngọt đó chứ. Hầu cây quét. À. Ngon quá. Mình ăn sống luôn mình. Thử tiếp nào. Thì trên này họ phủ thêm một lớp ớt bột. Bạn nhìn nè. Có ớt bột lên trên con tôm đỏ. Thử nha. Ngon á. Cái vị của nó là nó hơi có một chút nhẫn nhẫn. Con tôm này nè, có hơi một chút nhẫn nhẫn nhẫn. Nếu bạn chấm với nước chấm nó, nó sốt, nó cái sốt này nó hơi chua chua một chút, nhưng mà nó không chua lắm. Lúc đầu á, mình mới qua Mỹ bạn để ý, mình mà chấm vô cái sốt này á, mình chửi má lại luôn. Ở một năm trời á, chấm vô kêu cũng được. Nhiều khi tôi ở thêm 2 năm cái là tôi kêu cũng ngon á. Thì bạn ở đây có thể có nhiều loại bạn, tiêu nè. Bạn có thể chấm tiêu rồi muối. Rồi cái này nó ra clip ra đồ đủ thứ loại hết, không làm gì làm. Miếng này nữa coi. To to coi. Thì á, đi qua đây ăn hải sản nói chút lịch sử cho mấy ông nghe. Thì nãy mình nói lịch sử bạn nghe khúc mà chỗ mà CIA đào tạo những người mà Cuba lưu vong á, xong về đánh xâm lược tại Cuba các bạn. Thì Cuba đánh 3 ngày thắng, bạn biết tại sao thắng thắng không? Tại vì á, họ có tình báo các bạn ạ. Lúc đó tình báo KGB của bên Liên Xô, họ thông báo là chuẩn bị bên Mỹ là sẽ đánh xâm lược vào là ngày đó luôn các bạn. Đó, thì lúc đó biết sẵn. Nói chung á, những sự kiện diễn ra tại Cuba liên quan rất là nhiều tới CIA. Có CIA và Kennedy các bạn. Thì bạn biết lúc cái vùng Guatemala, Guatemala, bạn biết Guatemala không? Là ở vùng Trung Mỹ. Nó cũng gần Cuba lắm ạ. À. Thì ngày xưa là CIA là họ đảo chính Guatemala luôn, đưa chính quyền thân Mỹ lên luôn. Nên họ rất là tự tin trong chiến dịch mà gọi là quay ngược lại để lật đổ chính quyền của Fidel Castro các bạn. Cuba, nhưng mà không ngờ họ thất bại. Sau này mình sẽ nói lịch sử Cuba nhiều hơn, kỹ hơn cho bạn nghe rất là hay.
Nhưng mà đây là mình chỉ nói là mình đang ở bên Mỹ, mình nói ở chỗ cảng Key West rồi thôi. Cái gì có liên quan tới Key West thì mình nói. Chứ còn về Cuba mình sẽ nói sâu hơn lịch sử. Thì mình thì bạn biết tới Cuba Việt Nam rất là hai nước rất là hợp tác thân thiện này nọ các biểu bạn biết rồi. Nhưng mà ít khi bạn biết nhiều về lịch sử Cuba lắm. Nên mình chia sẻ một chút. Sắp tới sẽ có series đi qua Cuba. Thì bạn nào thích series đó comment ở dưới các bạn. Mình sẽ đáp ứng. Đây bay qua bơi thuyền mình chèo thuyền qua cái là tới lắc thúng. Tụi lắc thúng cái là tới cũng tới Hai Bên Nam à. Ok. Rồi ăn đi Binh. Mình chờ tôm hùm lên tiếp. À, nãy giờ là gọi review sơ sơ thôi là cái món không món phụ luôn. Bây giờ mới là món chính của mình nè các bạn. Đây. Đây là món chính của mình là một con tôm hùm. Đó, lobster tail, người ta đi gọi là nguyên cái tôm hùm không lấy đầu nên là ở bên Mỹ hay ăn chỉ định là lobster tail. Đây là đậu hũ gì? Đậu đũa. Trời lâu quá tôi quên luôn cái đậu đũa. Đó, tôm hùm. Bên này cũng có phần tôm hùm cho của mình. Mình thấy không? Thì phần này mình là thêm một phần cá. Phi lê, họ làm chi hơn. Nhìn rất là ngon. Ok. Giờ, test cái con tôm hùm này cái đã. Nói chung là tới cái vùng biển ở đây mà không ăn tôm hùm là quá là thiếu sót rồi. Trời, nó mập rồi chứ. To rồi. Đây là cái tôm hùm này, cái loại tôm hùm này cũng là tôm hùm đỏ nha bạn. Tôm hùm đỏ luôn. À, rất là mập. Lột cái ra luôn các bạn. Thấy vô. Đó mình đốt lại rồi. Đó. Thế rồi, tôi một nó to đó. Thử nha. Đã chưa, đã chưa? Rồi đắm sốt này sườn chanh không? Cái này chắc phải là sườn chanh ăn không rồi. Cái sốt này là chua chua rồi đó. Cắt miếng tôm hùm cho bạn coi. Tôm hùm này giống như tập thể dục thể thao rồi bạn, rất là chắc, thớ thịt nó rất là chắc bạn. Dăm với miếng tiêu chanh này mình tự chế. Cái nước này là cái nước là giống như nước bơ thôi, nó không có cái vị gì các bạn. Thật chắc các bạn. Trời ơi, nó ngon. No luôn các bạn ơi. Nãy mình kêu quá. Để hỏi mình hỏi bạn là có thể giới thiệu mình thêm món nào nữa không? Bạn kêu thôi thôi quá nhiều rồi. Nãy giờ mình ăn là quá nhiều so với suất hai người ăn ở tại đây các bạn. Ở đây số người ta vô ăn hamburger này nọ thôi. Còn hai châu Á này vô đây toàn là ăn hải sản không bạn. Cá, cua, tôm, hàu tùm lum hết. Thì mình đi cho bạn thôi coi rồi đó. Thì nói chung là cái địa điểm này á. Cái địa điểm Key West này rất là nổi tiếng đối với những người Cuba ở đây bạn. Nghĩa là chỗ này ngày xưa, năm xưa họ đã rời đi từ Hai Bên Này, họ đi qua bên này. Rồi bây giờ họ ra đây là cái địa điểm du lịch lịch sử. Họ nhớ lại ngày xưa là họ đã ra đi chỗ này. Đến đây. Đây là mình đang đi du lịch trong tuần nha các bạn. Mà nó đông vậy á, nghĩa là cuối tuần này rất là đông. Nên bạn này mình tới Miami, Florida du lịch á. Bạn muốn tránh xa nơi xô bồ á, bạn có thể tới nơi Key West này các bạn. Du lịch ăn uống hải sản thăm thú, resort ở cũng rất là đẹp các bạn. Để dân buôn mình ăn nữa các bạn. Thôi, nói chung là cảm ơn các bạn xem video đến giờ phút này. Nhớ thứ hai nhớ đi kênh và like chia sẻ nữa. Mình còn review Cuba cho bạn coi ở series đi qua trực tiếp Cuba luôn các bạn. Nếu các bạn muốn yêu cầu các bạn có thể comment ở dưới. Và có thể bạn muốn mình đi tới Triều Tiên thì bạn cũng có thể comment luôn bạn. Mình sẽ đáp ứng cho bạn những cái nước mà bạn thấy là nơi bí hiểm, khó khăn. Mình sẽ review, mình sẽ quay lại review cho bạn coi về du lịch ẩm thực. Vừa rồi mình bị rớt mất cái flycam ở dưới biển này luôn các bạn. Má ơi, cây kinh điển luôn. Mình cây ở đây là mình bị mất dữ liệu, mình bay flycam cho bạn rất là nét. Nhưng bây giờ cái flycam mình chỉ lấy được cái phần khép thôi bạn à. Nên cái độ phân giải nó không có nét. Ok, giờ về mua thêm cái flycam khác các bạn. Ở phòng hết $600, rất là cam $500 là thành mẹ hết $1,500, $1,100 các bạn. Ok các bạn, thì hiện tại mình đang đứng giữa cái đảo đi ra chỗ Key West nè các bạn. Thì chỗ này là cái bãi biển mà nhìn nè. Mỹ đã cải tạo những cái chỗ này ra thành
cái chỗ đến cao tốc đi qua đến chạy luôn, biển rất là cạn nha. Phải nhìn nè, cầm cho mình coi. Nó cạn nhất à. Đẹp không bạn? Đi, bạn có thể đi bộ xa ra ngoài kia cả 100 mét luôn. Nó không có sâu anh. Đi bộ được nè, mình nhìn quay gần gần cho bạn coi nè. Biển cạn lắm. Đây là biển nhưng mà trong xanh ở tại Miami nè. Xuống dưới kia. À, chỗ này là đậu xe. Đẹp không? Biển nhảy một vòng qua đây luôn. Qua đây. Qua đó.